Dạ vâng, xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Và trước mặt em Việt đây là chiếc Camry LE bản xuất Mỹ, sản xuất 2010, tư nhân một chủ từ mới. Chiếc xe thì em khẳng định là cũng nhất nhì ở cái thời điểm hiện tại tại thành phố Hà Nội. Xe nguyên bản không đâm đụng, máy móc keo chỉ zin, xe chạy 8 vạn mai. Sau đây em sẽ quay chi tiết chiếc xe để cho quý anh chị và tất cả mọi người được xem và thưởng thức nó. Chiếc Camry LE sản xuất 2010 này thì hiện tại bản của chiếc xe này là bản 2.5. Xe vành theo xe nhé, chứ không phải là vành vào đâu, vì bản 2.4 và những có chiếc xe bản 2.5 thì nó cũng là những chiếc xe mà vành người ta vào, thì thường thường ở bên kia vành của họ người ta là vành sắt chứ chưa được vành đúc. Xe chạy chuẩn 8 vạn mai, lốp Michelin cũng vừa mới thay, nội thất rồi tổng thể rất là mới. Xe hiện tại em đang bày bán tại salon ô tô Bắc Sông Hồng, địa chỉ tại số 58 phố Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Mọi người quan tâm xin liên hệ với em qua số điện thoại là 0969 46 12. Xe rất là mới, rất là đều, rất là đẹp. Tất cả mọi thứ còn nguyên bản, táp lô, táp ly rồi đây, cái là mới đúng không? Keo chỉ đi đấy. Ủa, thật cực mới luôn. Xe bán ra em đều cam kết là nguyên bản, không đâm đụng ngập nước, máy móc chưa có dấu hiệu tháo dỡ gì cả. Quý khách cũng có thể mang xe đi hãng kiểm tra, nếu sai bọn em sẽ chịu tất cả chi phí kiểm tra. Vô lăng tận số rất là mới đấy. Xe chạy 8 vạn 4 mai, nó rơi vào khoảng 11-12 vạn km của Việt Nam. Xe hiện tại em đang chào bán với giá là 645 triệu. Có thương lượng chút ít cho quý khách. Nói chung về dòng Camry này thì này, trên thực tế thì dành cho những người am hiểu thì giá 645 triệu này thì thực tế cũng không rẻ. Cũng không phải là rẻ, vì là nếu mà so với Camry 2.4 Việt hoặc Camry 2.5 Q thì bây giờ đã mua được đời 13 rồi. Em cũng chia sẻ. Ok, rất là rộng. Sơ cua chưa hả? Rất là mới. Tất cả các con ốc còn nguyên bản, chưa có dấu hiệu chân nhỉ đẹp. Thế rất là căng, thật, rất là mới.
tần số vẫn còn xanh, tần số còn xanh đen. Các nút kim bấm vào hiển thị ở trên Tablo rất là mới. Máy rất là êm. Máy nguyên phú nguyên. Keo nguyên. Rất là mới, máy nổ cũng êm luôn. Trước khi kết thúc video thì em Việt xin phổ biến lại đôi chút về chiếc xe Camry sản xuất 2010 bản 2.5 LE xuất Mỹ. Chiếc xe hiện tại em Việt đang chào bán với giá 645 triệu. Giá bán trên thì cũng có đôi chút thương lượng. Quý khách quan tâm xin liên hệ với em qua số điện thoại 0969 46 1221. Em xin cảm ơn và kết thúc video tại đây.